Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh Lomoto. Tết sắp tới rồi, anh em đã có chuẩn bị những cái gì cho cuộc hành trình của mình chưa? Và nếu anh em nào chúng ta chưa có kế hoạch gì thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em top những dòng xe mà thích hợp cho anh em chúng ta đi gia đình, đi phượt trong ngày Tết nha. Về đầu tiên, những mẫu xe tay ga dưới 100 triệu để anh em chúng ta có thể đi phượt Tết cùng gia đình. Top 1 đó chính là ADV 160 với mức giá tại Minh Long Moto hiện tại chỉ có 93 triệu 3VT. Riêng màu đỏ trước mắt anh em đây đang được chương trình khuyến mãi 500 ngàn nên chỉ còn lại 92 triệu 500 3VT anh em có thể tự đăng ký biển số. Với ưu điểm là thiết kế như một chiếc Adventure thực thụ luôn, nhưng mà cho anh em cảm giác lái dễ hơn khi mà đây là được trang bị tay ga. Ưu điểm của ADV 160 là chúng ta sẽ có một dàn chân cực kỳ cứng cáp luôn. Phuộc sau chúng ta là phuộc đôi đến từ thương hiệu Showa, cho anh em chúng ta cảm giác êm ái khi mà chúng ta đi quét cát gờ cao hay là chúng ta đi địa hình xấu. Cái thứ hai nữa thì trang bị bánh răng rất là bám đường luôn. Nhiều này thì chúng ta sẽ đi qua đường chân trượt hay là các địa hình xấu thì chúng ta sẽ bám đường tốt hơn, cho anh em qua cảm giác bao cua an toàn hơn rất là nhiều. Ngoài ra xe cũng được trang bị những cái công nghệ hiện đại như SH có thể kể đến như là đèn LED nè, đồng hồ LCD, trang bị khóa mát cây và không thể thiếu đó là trang bị cốp rộng để giúp cho anh em chúng ta trang bị hành trang cá nhân cũng như là hành trang của gia đình chúng ta nhiều hơn để chúng ta trải nghiệm một cái hành trình dài sướng hơn. Và tiếp theo, mẫu xe dưới tài chính là 100 triệu cho anh em cái cảm giác thoải mái khi đi đường. Và đặc biệt đây là mẫu xe cùng phân khúc với lại ADV 160, đó chính là B-Shift 160 dành cho anh em nào chúng ta không thích thể thao, thích một kiểu dáng mềm mại uyển chuyển nhưng là sang trọng. Và đây là B-Shift 160 với động cơ hoàn toàn mới cho anh em cái cảm giác bốc tức thời, bốc hơn khi anh em chúng ta đi đường dài. Và đặc biệt B-Shift này có ưu điểm là chúng ta sẽ mang lại cho người lái hai tư thế lái. Thứ nhất, chúng ta sẽ có chân vuông góc 90 độ. Nếu mà anh em chúng ta đi đường xa, chúng ta có phải lùi ngồi sau, chúng ta duỗi chân ga để tạo cảm giác lái thứ hai thoải mái hơn rất là nhiều. Với không gian yên rất là rộng cho người ngồi trước và người ngồi sau luôn, trải nghiệm cái hành trình đường dài thoải mái, không bị gò bó cũng như là mỏi tay hoặc mỏi chân. Với mức giá hiện tại Minh Long Moto đang khuyến mãi chỉ có 85 cho tới 89 triệu bao VAT, là mức giá cực kỳ hợp lý cho mẫu xe sang tại thị trường Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và những cái trang bị của B-Shift này cũng khá là giống với lại SH luôn anh em, là một trong những dòng xe cao cấp, như là chúng ta sẽ có đèn LED nè rất là to và đẹp luôn. Và ở phía trên chúng ta sẽ có đồng hồ LCD, trang bị khóa mắt cây, đổ xăng ngoài. Và đặc biệt giống như ADV 160, chúng ta sẽ có không gian cốp cực kỳ rộng luôn để cho anh em chúng ta đựng hành trang cá nhân cũng như là hành trang gia đình mình đi một chuyến đi dài không cần lo nghĩ. Tiếp theo, top 3 mẫu xe tay ga sẽ phù hợp với đại đa số gia đình hơn với mức giá tầm trung chỉ tầm khoảng 54-55 triệu. Anh em đã sở hữu được chiếc NVX 155 VVA thế hệ mới của nhà Yamaha với thiết kế nổi trội là hầm hố thể thao, kiểu dáng rất là rộng thoải mái để chúng ta có thể đi gia đình. Và nhìn chung tổng thể của NVX này anh em sẽ thấy khá là giống với lại chi tiết của một chiếc Adventure, nhưng mà tay ga anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có dàn chân to gầm cao để mình đi qua những cái con phố cũng như là những cái địa hình xấu, hoặc là chúng ta leo lề cao thì nó sẽ êm ái hơn cho các người ngồi trước và người ngồi sau luôn. Ở phía sau này chúng ta sẽ có là phuộc đôi có bình dầu luôn nha anh em, cực kỳ là xịn sò. Và những cái trang bị của NVX này cũng rất là an toàn cho người lái, như được trang bị phanh ABS nè. Ở phía sau chúng ta sẽ có bánh to để dễ bấm đường và dễ qua cua êm ái hơn. Ở phía trên này chúng ta sẽ trang bị khóa mát cây để bảo vệ xe tốt hơn, ví dụ mà chúng ta đi đường xa hoặc là đi những cái nơi mà xa lạ. Về tiện ích của NVX này cũng rất là nhiều để cho một mẫu xe gia đình anh em nào quan tâm. Ở phía trên chúng ta sẽ có đồng hồ LCD dạng âm bản to, dễ quan sát thông số. Phần phía trước này chúng ta vẫn có thiết kế quen thuộc là đổ xăng ngoài để giúp chúng ta tiện đổ xăng hơn. Và không thể thiếu đó chính là không gian cốp. Khi mà không gian cốp của NVX này cũng trang bị rất là rộng để chúng ta được trang bị những món đồ cũng như là vật dụng cho gia đình mình nhiều. Và ngoài ra NVX này chúng ta sẽ trang bị khối động cơ cực kỳ mạnh mẽ 155cc có phun xăng điện tử FI nha. Ngoài ra sẽ cho anh em cái tốc độ cực kỳ phấn khích khi chúng ta đi ở dãy tốc độ cao, sẽ trang bị được công nghệ VVA, xả thêm nhiên liệu chúng ta sẽ bứt phá mọi hành trình.
Tiếp theo, mẫu xe cuối cùng mình muốn giới thiệu đến em đó chính là Vario 160, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hiện tại đây là mẫu xe có mức giá khuyến mãi đặc biệt nhất tại Minh Long Mô Tô, với mức giá chỉ tầm khoảng 51 triệu tới 55 triệu 900, một mức giá cực kỳ hợp lý để chúng ta sở hữu một chiếc tay ga hầm hố để chúng ta đi phố và đi đường xa. Với lúc đầu giá thị trường thì tầm khoảng 7x, nhưng mà sau thời gian thì giá được khuyến mãi hơn 20 triệu, chỉ còn lại 51 triệu tới 55 triệu 900. Thì đây là một mẫu xe thể thao, nhưng mà mình đánh giá năm 2022, năm 2023 Vario đã chuyển định hướng sang khách hàng từ mẫu xe thể thao đi phố sang một mẫu xe hầm hố để chúng ta đi gia đình. Tại vì thiết kế hầm hố yên rộng nè, thoải mái hơn, không gian để chân rất là rộng luôn, để cho người lái chúng ta trải nghiệm một mẫu xe ok hơn. Và ở phiên bản 2023, 2022 này á, thì Vario 160 chúng ta sẽ được trang bị thắng ABS. Ngoài ra được trang bị động cơ mới hơn là 160cc, 4 kỳ 4 van, cho anh em công suất cực đại tầm khoảng 15,5 mã lực, một con số cực kỳ là mạnh mẽ trên một chiếc xe tay ga chỉ có tầm khoảng 115-117kg thôi. Và qua xe cũng được trang bị những cái tính năng hiện đại nhất như là khóa mít cây nè, bảo vệ xe tốt hơn khi chúng ta để xe những khu vực xa lạ không có người trông nom. Xe cũng được trang bị đồng hồ LCD luôn, thể hiện đầy đủ thông số để các chị em chúng ta có thể dễ dàng quan sát khi chúng ta vận hành đi đường xa. Ngoài ra có thêm một cái tính năng mới, đó là cổng sạc, giúp cho người lái chúng ta đi đường xa có thể vừa chạy vừa sạc những cái thiết bị thông minh của mình. Ở phiên bản Vario 160 này, chúng ta đã được trang bị bánh lớn hơn để giúp cho các chị em chúng ta qua cua hay là chúng ta đi đường dài bám đường an toàn hơn rất là nhiều. Ngoài ra chúng ta được trang bị thắng ABS phía trước, và phía sau chúng ta được trang bị thêm một phanh đĩa đơn đến từ thương hiệu Nissin luôn. Một trang bị khá là cao cấp nhưng mà giá chỉ mức trung bình thôi, nên hiện tại đây là mẫu xe mình đáng được quan tâm để anh em sắm Tết nha. Cảm ơn em đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh Minh Long Tô. Mình sẽ cập nhật nhiều chương trình khuyến mãi và giới thiệu các anh chị em chúng ta nhiều mẫu xe mới hơn nha. Xin chào, hẹn gặp lại.